Mở. Chúng ta có đó là. Xin chào Gunner, lại là Gà Gainer. Chúc Gunner có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Sau một thời gian tích lũy thì ngày hôm nay Gà Gain đã tích đủ cho mình 4.000 vé quay nha Gunner. Ở đây thì sau khi Gunner cũng như là Gà Gain, chúng ta quay mốc 4.000 thì sẽ nhận về cho mình, đó chính là 4 rương châu báu 2 thuộc tính nha. Ở đây thì cao hơn nữa thì sẽ là 6.000 lần. Ở đây thì Gunner sẽ có một hộp pet 5 sao tự chọn nha Gunner. Với những Gunner nào chúng ta chưa có pet 5 sao thì có thể tích lũy cho mình mốc 6.000 lượt quay nha. Bây giờ thì Gà Gain sẽ sử dụng cho mình vé quay thôi. Ngày xưa khi chưa sử dụng cho mình đó chính là pet gà hung dữ 5 sao thì Gà Gain thường lựa chọn cho mình đó chính là vé quay pet nha Gunner. Còn sau khi sở hữu cho mình pet gà đen 5 sao rồi thì bây giờ Gà Gain sẽ lựa chọn đó chính là vé quay châu báu nha. Ở đây thì sẽ là tối ưu nhất dành cho Gunner nha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi, thử xem là ngày hôm nay Gà Gain có thể mở ra cho mình được bao nhiêu viên châu báu sát thương cũng như là hộ giáp nha. Rồi bắt đầu thôi ạ. Oh! Một viên sát thương level 5 Gunner ơi. Yeah. Wow, bấm quá nhanh luôn. Cuối cùng thì Gà Gain đã cũng có được cho mình một viên châu báu tím rồi Gunner ạ. Một viên sát thương nam nhưng mà rất tuyệt vời. Tuy nhiên thì Gà Gain mong ra nhiều viên hộ giáp hơn, tại vì Gà Gain đang có khá nhiều sát thương rồi. Và Gà Gain hiện tại thì đang chưa có châu báu hộ giáp để có thể tẩy thuộc tính cho châu báu hai thuộc tính nha Gunner. Nhưng mà không sao, có một viên sát thương nam là quá tuyệt vời rồi. Yeah. Gần 4k vé và ở đây mốc 1.500 chúng ta mới có viên châu báu tím đầu tiên nha Gunner. Rồi, tiếp tục thôi ạ. Ok, Gà Gain đã hoàn thành cho mình 3k8 vé châu báu. Chúng ta thu về được cho mình một viên sát thương level 5 và rất nhiều châu báu nha. Trong quá trình quay thì Gà Gain cũng đã dọn túi châu báu rất nhiều lần để tránh trường hợp bị đầy túi và tràn thư nha Gunner. Tiếp đến chúng ta sẽ quay thêm 200 vé quay vũ khí nữa để đạt mốc 4.000 nha Gunner. Rồi, ok, Gà Gain nghĩ là chúng ta đã đủ mốc 4.000 rồi ạ. Bây giờ thì Gà Gain sẽ dọn châu báu trước nha Gunner. Trong quá trình quay thì Gà Gain cũng đã dọn châu báu rất nhiều lần và viên nhanh nhẹn 9 này của Gà Gain. Đây ạ, tăng cấp ạ. Đang từ 33% thì Gà Gain cũng đã nâng lên 99% rồi. Và Gà Gain chờ để cùng Gunner chúng ta lên cái giây phút mà đạt 100% và gia tăng lực chiến nha Gunner. Boom, wow, chúng ta tăng 2k lực chiến nha Gunner. Đã có thêm một viên nhanh nhẹn level 10 rồi ạ. Bây giờ thì Gà Gain sẽ tiếp tục dọn châu báu nha Gunner. Ở đây 4.000 vé quay châu báu Gà Gain đã nâng cho mình được một viên nhanh nhẹn lên level 10 và nâng tiếp được một viên nhanh nhẹn level 9 lên được 61% nha Gunner. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nhận về cho mình được một viên sát thương level 5 nha. Bây giờ thì Gà Gain sẽ đổi thưởng nha Gunner. Ok, chúng ta đã đủ mốc 4.000 rồi và bây giờ chúng ta sẽ nhận thưởng thôi ạ. Thử xem là nhân phẩm của Gà Gain có lên tiếng không. Gà Gain đang tìm kiếm những viên châu báu nhanh sát hoặc là những viên châu báu nhanh giáp nha Gunner. Rồi, tiếp tục ạ. Rồi, chúng ta có cho mình đó chính là 4 viên châu báu 2 thuộc tính ạ. Ở đây thì chúng ta có một túi trang bị và gần như thì ở đây Gà Gain không cần một món đồ nào rồi. Gà Gain đã đủ hết rồi nha, chúng ta cứ mở thôi. Đó chính là một cái tinh phách nhẫn ạ. Rồi, bây giờ đến tích mục quan trọng nhất đấy ạ. 4 rương châu báu 2 thuộc tính chúng ta sẽ có viên gì đây ạ? Có một viên nhanh giáp hay là một viên nhanh sát nào không đây Gunner? Nào, cùng Gà Gain chúng ta mở rương châu báu 2 thuộc tính thôi ạ. Hỡi admin, hỡi các nhà làm game, hãy cho Gà Gain một viên nhanh sát hoặc là nhanh giáp ạ. Cầu xin game, nào, mở. Chúng ta có đó là phòng sát thương. Ồ, phòng sát thì Gà Gain đã có rồi. Tiếp tục thôi ạ. Mở. Chúng ta có đó là... Ôi giời ơi! Nhanh sát rồi Gunner ơi, chúng ta có nhanh sát rồi nha. Yeah, viên châu báu nhanh sát đầu tiên của Gà Gain rất là tuyệt vời ạ. Wow, đúng là cứ phải đọc thần chú, cứ phải cầu xin trước khi mở nha Gunner. Rồi, thêm một viên nhanh sát nữa cho nó rực rỡ ạ. Công sát, ok, công sát được nha Gunner. Wow, hôm nay Gà Gain mở quá hên luôn nha. Viên cuối cùng là viên gì đây ạ? Làm viên nhanh sát nữa đi cho rực rỡ ạ. Công giáp, rồi ok. Đây thì Gà Gain đã có một viên nhanh giáp và cũng đã tẩy ra cho mình vòng sát thương rồi. Ở đây thì Gà Gain có 3 viên phòng sát nha. Và trong đấy thì có một viên đã tẩy ra sát thương rồi. Rất là ngon luôn. Bây giờ thì Gà Gain sẽ lấy cho mình một viên nhanh sát. Chắc là Gà Gain sẽ lấy 2 viên công giáp nha Gunner. À đâu, lấy một viên công sát nha. Đây, còn viên công giáp và viên phòng sát này thì Gà Gain chắc là không lấy đâu. Vì phòng sát Gà Gain đã có rồi. Ở bên này thì...
chắc là công giáp Gargin cũng không lấy đâu, chỉ là lấy nhanh giáp thôi. Thế là Gargin sẽ có một viên nhanh sát, một viên công sát và một viên phòng sát đã có dòng sát thương đấy nha Gunner. Viên này thì đến bao giờ Gargin có full 3 viên nhanh giáp thì Gargin mới đổi nha, còn không thì vẫn giữ nha Gunner. 6 sát thương này tăng rất nhiều lực chiến nha. Ở đây Gargin cũng có khá là nhiều cho bò sát thương để có thể tẩy cho viên nhanh sát của nhà Gunner, rất tuyệt vời. Viên nhanh sát thì Gunner có thể đầu tư thật nhiều nha. Còn như Gargin ở đây thì viên phòng sát Gargin chỉ tẩy ra một lần dòng sát thương thôi. Còn những viên sát này Gargin giữ lại, tại vì phòng sát thì về lâu dài chúng ta cũng sẽ đổi thôi. Ở đây chúng ta sẽ ưu tiên nhanh sát và nhanh giáp nha Gunner. Ok, ở clip này thì Gargin đã thu hoạch được cho mình rất nhiều thành quả từ việc quay châu báu nha. Chúng ta có cho mình đó chính là một viên sát thương level 5. Chúng ta có rất nhiều châu báu nâng cho mình được một viên nhanh nhẹn lên level 10, nâng tiếp được một viên nhanh nhẹn lên được 60%. Tiếp đến chúng ta mở ra cho mình rất tuyệt vời ạ. Chúng ta có viên nhanh sát, chúng ta có viên công sát nha Gunner. Ở bên này thì Gargin cũng có một viên công giáp và phòng sát. Thực sự thì 4 rương châu báu này Gargin mở ra rất là hên, rất là ngon nha Gunner. Gunner đã mở ra cho mình những châu báu tuyệt vời nào từ rương châu báu 2 thuộc tính này rồi? Hãy để lại comment ở dưới clip để Gargin được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.